Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2019 Hành Nguyễn làm một clip ngắn xin được thông báo cũng như quảng bá đến thầy các bác đang có nhu cầu về các dòng cục đẩy công suất lớn thì số lượng ngày nay em phải được 20 cục đẩy trong đó có hai mô đen một là CA30 68 đèn và CA84 là 84 đèn thì cục đẩy này nó thì có thể chơi tốt được từ bát 16 đến bát 50 từ lớn họng lớn phục vụ cho tất cả anh em làm sự kiện ngoài trời như đám cưới và anh quan ba phòng bay rồi là các cái chương trình biểu diễn âm thanh lớn đòi hỏi sức mạnh công suất lớn thì cụ đẩy xe 384 và cụ đẩy xe 30 nó sẽ làm tốt được các nhiệm vụ đó cụ đẩy xe 30 màu anh tím và xe 84 này em đã cung cấp trong suốt 3 năm vừa qua trên thị trường Việt Nam và có rất nhiều bác khen ngợi đánh giá cực tốt bởi vì công suất lớn chơi bền bền bỉ chơi rất là bền âm thanh ra lực sáng trong và dòng đẩy xe 30 xe 84 này nó chưa tốt được là full và chưa tốt được xúc kép với của đẩy xe 84 này là này hai kênh các bác có thể chơi được là hai đô la bảy 25 như kia tức là bằng 8 mát 8 mát và bốn chiếc kèn lớn vẫn còn dư lực đánh lâu đánh bền không nóng không méo tiếng đây là phía trước bác nhá phía trước của cụ này xe 84 màu anh tím thì đây là một cụ đẩy mới tinh nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ trung quốc do các công ty trung quốc sản xuất để phục vụ cho anh em làm sự kiện lớn à, trước kia đấy thì em làm những bộ sự kiện đấy thì cần đến hai đẩy nhưng mà xuất phát từ những yêu cầu của bác à, trong quá trình làm nghề bởi vì là nhiều đẩy thì nó rất là mệt khi các bác vận chuyển cũng như nó lặng khi mà à, làm sự kiện do vậy em đã tham mưu với nhà xuất để đưa ra cục đẩy đủ lực để đánh được có thể là hai lô kép hoặc là 2 đô la 75 để giảm tiện cái việc mà vận chuyển cho các bác thì đây chính là cục đẩy hiện diện cho nó sức mạnh không cần nhiều một đám cưới bây giờ bộ sự kiện giờ em chỉ cần hai cục đẩy thôi một cục đẩy anh full và một cục đẩy anh súp là quá đủ đây là hàng mới xinh mới nhá nhập khẩu nguyên khối chính xác bảo hành là một năm lỗi thay đầu đổi mới và cục đẩy này hiện nay có giá là 10 triệu 500 bao ship toàn quốc đến nhà em thì giá hơn Đấy là cục đẩy xe 84 Còn cũng đẩy xe 30 68 đèn Là 9 triệu 500 nghìn đồng Bao ship đến nhà em thì rẻ hơn Đây phía trước Em có thể quay phía sau các bác quan sát Với những cục đẩy của Trung Quốc Thì người ta làm không thiếu không thừa các bác nhìn này rõ vào hỗ trợ bằng rác ca lông Được cái Được cái Cái linh ra của đẩy khác Đường ra Là bằng rác lưu trích và dây kẹp Đấy. Và có dấu đánh Pry Và nó đầy đủ công tắc như là công tắc đánh Pry Para. Rồi là chiếc TDO độ nhiệt áp và dây rất là to này, đấy. Cái này là bên xanh nhá, bên xanh. Nhiều cái bên khác nó rẻ hơn. Đấy bác không nên so được với hàng 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 à, có các công ty lớn Trung Quốc sản xuất cho nên là là nó rất là tốt. Bền cao. Đây em bố đẩy mà em cung cấp thị trường Việt Nam rất nhiều rồi. Tiếp theo em có một mẫu một mẫu đẩy nữa thì cái này em chỉ giới thiệu thôi đó là cục đẩy GCF có mô là T 3200 thì cục đẩy này nó sử dụng là hơn 40 sò hôm nay em mới nhập về và chưa tiết âm cũng chưa mở ruột thì cái này em chỉ giới thiệu qua thôi nếu ngày mai em test âm thấy hay thấy khỏe thì em sẽ giới thiệu mặt hàng và bán trên mạng còn nếu nó không đáp ứng được thì em sẽ không làm cái cái này nữa bởi vì cái này này thì nhà xuất đã báo em trước cái đây khoảng 3 tháng cái mẫu này rồi hôm nay em sẽ lấy một con về để tiết âm trước để bộ trước nếu chuẩn chỉ thì em sẽ cung cấp thị trường còn không chuẩn thì em sẽ uh, không bán của này này thì của đẩy này nó sở hữu hơn 40 đèn và công suất rất là lớn không biết âm hay không thì em chưa thử thì giới thiệu hôm nay thôi thì đây những cái mẫu đẩy mà anh Nguyễn này tiếp tục lại có hàng về để phục vụ cho anh em làm sự kiện số lượng không hạn chế trừ cấm biên này hôm nay hàng và các bác thấy như này cứ như một tháng em ấy một tháng anh em là làm phải tặng Đấy, tặng là bốn lần như này đây là số lượng rắc uh, lưu xích rắc xịn luôn nhá dùng lâu nó không bị uh, nó không bị 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 trượt cá cũng như là là khi mà nó, chúng ta kết nối với đẩy ấy thì nó không mà nó bị bị bị, bị tuột đây một tháng thì em có thể đủ hết bốn chỗ này Cho mình một tháng Tăng lưu trích. Và khoảng tầm 60 triệu tiền Rắc cơ lông Tức là rắc lưu trích này Và rắc cơ lông nhà em này Thì cơ bản là không mà lấy được tiền Toàn khuyến mại thôi đấy các bác nhá Thì số lượng rất là nhiều Đây rắc lưu tích cho em này Đấy thì này. Thì này, Em phải nhập như này một này thì mới đủ Một tháng hay bốn lần như này Và một tháng dây điện như em như này thì nó phải rơi khoảng tầm mà... Vài nghìn mét Tức là các hình dung này Đối với những thợ làm điện nước Không mà dùng cái dây điện nhiều như này em này Em khẳng định luôn Kể cả những đại lý bán cửa điện nước Vừa vừa thì không mà Mà tiêu thụ nhiều dây như này em được em Làm dây loa ấy Cứ dây, dây điện mà chơi Đổ bền cao Âm thanh cực sạch luôn Đấy Thì ngày nay em về số lượng rất là lớn Các bác có nhu cầu Hãy liên hệ với anh Nguyễn Theo số điện thoại 0936 583 140 Đấy em chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh cũng như là lắp đặt các bộ hát như phòng hát kinh doanh này sự kiện gia đình tức là em là âm thanh tổng thể chứ không tức ngoài cái cung cấp thiết bị lẻ như cũng để công suất này súp loa mic vàng số vàng cơ bàn mixer thì em cung cấp em còn là chịu nhiệm là là thi công các công trình âm thanh thì đây là số lượng về nhà em 20 cục À, khoảng tầm tấn đẩy lại tiếp tục cân đẩy nữa nó có sách máy chứng đây những cái dòng à, uh, lâm tiếng những dòng quản lý nguồn là chung ú 2.0 .0, 0 mic lâm tiếng bbe và các sản Bồ đồ lâm tiếng lắc mic su x3 để lựa chung ú này rất là nhiều cái dòng lọc bằng số loa rời có nhìn nha có hàng em đây rất là nhiều để vế với bên tay à, phải các bác nhá và đây chính là lại kho tiếp này đây các cụ đẩy nhà em còn rất nhiều gia đình rồi phòng hát sự kiện Đấy, mình nhìn đẩy nhà em nhá số lượng không hạn chế các loại tổ kỹ thuật các loại loa loa array là xếp tổ kỹ thuật chân loa đẩy em nhiều quá này Đấy, rất nhiều Giờ qua lại quay ra Đây là dòng loa súp hơi 4050 súp kép bãi đây là loa 725 Loa B 455 Tóm lại là anh em đủ để cung cấp Các có nhu cầu ủng hộ em Rồi các dòng phân tần Rất là nhiều Bình làm bị sạc ấy số lượng lớn đây là cái kho hàng nhé còn đây cái phòng này phòng của em chuyên đề mô cái tiết âm Đấy các bạn có nhu cầu ủng hộ anh Nguyễn nhá. Anh Nguyễn chào các bạn. Rất nhiều loa.